Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn nha. Giờ này là gần 5 giờ chiều thì mình vừa có một cú khách đi ra ngoài khu vực Mũi Né nè. Đây, cú khách này là hơn 400 ngàn nha mọi người. Mình chở khách này ra khu khách sạn Fairy Hill Suối Tiên ở đường Chế Lan Viên. Đấy. Nói chung trong đây khá là rộng luôn nha. Rồi mình quay sơ sơ cái khu này cho mọi người xem. Chung là cái khách sạn, hay nói đúng hơn cái homestay này á, nó cũng mới mở đâu khoảng đầu năm nay thôi, nhưng mà cái lượng khách biết đến cái điểm này rất là đông luôn nha. Cả khách nước ngoài và khách Việt Nam đều biết đến cái chỗ này. Từ ngoài đường chính, đường Chế Lan Viên vô thì là đường bê tông, xe ô tô đi vào là thoải mái nha. Vô cũng không có xa lắm. Rồi, kể cho các bạn nghe là hồi nãy là hai vợ chồng mình đang đi đến trường để đón con. Thì vợ mình vô trường đón con trước rồi. Cái điện thoại mình á, trên ứng dụng Grab á, thì nó nổi cú khách là đi đang ở Mũi Né, thì mình nhận luôn. Rồi, chiếc xe này tới 400 ngàn nè mọi người. Nguyên ngày chạy ế, chẳng lẽ 400 ngàn bỏ sao được. Nhận chạy luôn chứ. Rồi thì nói chung là mình cũng gọi điện cho vợ mình, kêu vợ mình đón con. Chứ 400 ngàn sao để xảy được mọi người. Xui bài mọi người ơi, xe bị cán phải đinh rồi. Vừa chạy ra khỏi cái đường hẻm đó thì nghe cọc 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 cọc, rồi xuống kiểm tra là chán dễ sợ. Giờ mình thay đỡ cái lớp dự phòng mọi người ơi. Xui quá. Đấy, mọi người. À, nó lụng ở đây nè. Đây, một con ốc nè. Con ốc găm. Ốc nó bị dại ở đây xì luôn nè. Rồi, giờ thay bánh thôi. Rồi, cuối cùng mình cũng thay xong rồi nha. À, quá mệt luôn. Sẵn đây mình cũng lôi với những anh em mà mới lái xe á, khi mà anh em chạy xe mà nói chung là cái tiếng nó bình thường á, đột nhiên nó nghe tiếng cọc cọc e bạch bạch á, thì anh em cần phải lưu ý, thì chắc chắn là anh em đã cán được cán đinh hoặc là cán đá, thì anh em cũng phải cần kiểm tra thì để chắc chắn là anh em chạy xe. Cái anh em chạy xe mà bánh xe nó bị mềm hay là kia rất là nguy hiểm nha. Đấy, rồi anh em thay. Thì cái thay bánh xe nó cũng đơn giản thôi. Giờ đây gần ở ngồi sau mỗi xe nó thường nó có cái mấy cái dụng cụ để anh em tháo bánh xe á, đó anh em dùng nó anh em nâng lên. Nâng lên rồi anh em tháo bánh xe, gỡ bánh xe ra, thay bánh xe Hiko vô, rất là đơn giản luôn. Không biết anh em lên mạng search. Còn anh em nào mà có muốn mình chỉ rõ hơn á thì anh em cứ comment ở dưới và mình sẽ làm vào một video clip khác là về việc thay bánh xe nha. Nói chung là mất khoảng chừng 10-15 phút đó, 10-15 phút thôi là anh em có thể thay được cái vỏ xe, rất là đơn giản. Đấy, thì sẵn đây mình đang ở khu vực Mũi Né thì mình sẽ quay một vòng. Nói chung mình sẽ quay cái cảnh quay cảnh khung cảnh Mũi Né mà về đêm cho mọi người xem là nó nhộn nhịp như thế nào nha. Đấy. Ở đây là khu du lịch mà. Nên về đêm chắc chắn là khách du lịch đi bộ ra ngoài đường rất là nhiều.
ta đi ăn đi uống đi tham quan này kia. Nhắc đến Mũi Né thì chắc hẳn là các bạn đều biết đúng không? Đây là cái khu khu vực mà nổi tiếng ở tại thành phố Phan Thiết. Thì ai thường những ai đi lịch đến Phan Thiết thì đều muốn ghé đến khu vực Mũi Né. Tại vì Mũi Né nơi đây được mệnh danh là thiên đường resort mọi người. Là dọc cái bờ biển Mũi Né luôn, rất là nhiều cái resort từ 3 sao cho đến 5 sao. Đặc biệt nha, mình thấy là bãi biển Mũi Né rất là sạch luôn nha. Là mấy bãi biển mà của khu resort á rất là sạch sẽ luôn. Nói chung là có người đi đi dọn dẹp mỗi ngày, thử ra bãi biển rất là sạch. Là cái Mũi Né này không chỉ nổi tiếng ở trong nước đâu mà có khách nước ngoài. Đặc biệt là khu vực Mũi Né này rất là nhiều khách Nga luôn. Khách Nga rất là thích qua Việt Nam và đến thành phố Phan Thiết, đến Mũi Né nè để sinh sống. Một số người Nga cũng lập nghiệp ở khu vực Mũi Né nè. Họ làm họ mở cái nhà hàng. Nhưng mà tiếc là cái đợt dịch năm vừa rồi á, thì một số cái nhà hàng của ở ngoài Mũi Né nè, đặc biệt là những nhà hàng của người Nga thì không trụ nổi, nên bây giờ bị sang lại rất là nhiều luôn. Và khách Nga bây giờ người Nga qua đây là họ là chuyển nghề khác. Hy vọng là sắp tới đây thì du lịch của thành phố Phan Thiết nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung sẽ phục hồi, và cái lượng khách du lịch trong và ngoài nước sẽ quay trở lại thành phố Phan Thiết để mà nghỉ dưỡng. Đấy. Cái khu vực Mũi Né này là đặc biệt là chiều tối rất là đông người luôn nha. Nhất là vào dịp cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì ở đây rất là đông luôn. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là cái khu vực mà ăn uống nổi tiếng hồi này. Đấy, mình đang cho cái đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng nè. Đây phía trước mình á, là bên phía bên trái đó là khu vực làng chài. Làng chài Mũi Né rất là nổi tiếng ở tại Mũi Né nha. Mình chỉ thấy tiếp điều ngồi Mũi Né này á, là cái đường nó khá là nhỏ. Hy vọng là sắp tới nó sẽ được mở rộng, chứ mình thấy cái đường này cực kỳ nhỏ luôn. Chỉ có vừa hai chiếc xe ô tô hai bên thôi. Hai bên là cái phần đường của xe máy nó còn lại rất là nhỏ luôn. Tại mình cũng còn đang trên địa phận của phường Mũi Né nha mọi người. Ở đây thì nó vừa xây dựng nên một cái khu resort, khu biệt thự cao cấp, khách sạn cao cấp luôn của tập đoàn Nova. Hồi trước nó có tên là Nova Hill, bây giờ thì nó đổi tên là Centara Resort nha mọi người. Đây chút xíu mình đây di chuyển tới gần chỗ đó đây. Thì cái resort này mấy tháng nay thì rất là hot luôn, khách du lịch ra đây thường chọn ở cái resort này, bởi vì nó mới xây mà phòng ốc cơ sở tiện nghi rất là tốt luôn và rất là đẹp. View là nhìn trực tiếp vào biển luôn mọi người. Đây mọi người để ý nha, bên phải đây bên phải mình là khu Nova Hill, giờ đổi tên thành Central Resort. Đấy, phía trước là khu shop house, phía trên đồi đó là khách sạn Centara. Giờ này ngồi đây vẫn chưa lên đèn ha, còn đang tối, chắc chút xíu nữa hàng quán sẽ lên đèn, lúc đó thì mình sẽ thấy được cái sự lung linh và rực rỡ ở tại khu du lịch nổi tiếng Mũi Né Phan Thiết. Trời. No God, please no. No. Gì vậy? Gì man? Ôi trời. Cái xe chà bá lửa mà dừng giữa cái đường cho xíu vậy.
chán dễ sợ luôn. Đây, đấy phía trước mình là cái đoạn mà nhà nước đã làm nha, đã mở rộng ra. Đấy, khu du lịch là phải thế mọi người. Đường xá là phải rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát như vậy thì mới thu hút được khách du lịch nhiều chứ, đúng không? Đấy, cái đường này á, cái đường này là ngày xưa á, là nó nhỏ như cái đường mà mình mới đi qua đó mọi người. Nhưng mà sau đợt dịch vừa rồi á, thì nhà nước đã mở rộng ra, còn lót đá vỉa hè nữa, rất là đẹp và rộng rãi luôn. Tại vì sao? Mình thấy hợp lý à. Khách du lịch á, đặc biệt khách Tây rất là thích đi bộ. Mà cái đường ngày xưa đã xuống cấp rất là nhiều rồi, mà đường nhỏ nữa, nên cái việc mà đi lại của khách rất là nguy hiểm luôn. Tại vì sao? Hai cái xe mà đi song song với nhau là đã hết con đường rồi, vỉa hè thì là cũ kỹ, hàng quán lấn chiếm, nhiều khi khách du lịch phải đi bộ xuống lề đường rất là nguy hiểm luôn. Còn hiện tại đó, mọi người thấy không, đã lót đá vỉa hè luôn. Đấy, cái khu này á là cái khu mà ăn uống rất là nổi tiếng tại Mũi Né luôn. Đây, sắp tới mình sẽ đi qua cái đoạn này nè, rất là nhiều quán ăn dọc bờ biển, cực kỳ nhiều quán ăn luôn, hải sản tươi 100% cho khách thao hồ lựa chọn luôn. Đấy, cái quán này là mấy cái quán bên trái đường mọi người á đó. Đó, cái quán đó là ngồi ăn uống là nhìn ra thẳng ra biển đó nha, view biển luôn đó. Đấy, mọi người thấy rất rỡ không, rất là nhiều luôn. Đấy. Đấy, giờ này hình như là khách du lịch chắc cũng chưa đi ra đâu, thường thì phải tầm 7 giờ trở đi á, rất là đông luôn, xe cộ tấp nập. Rồi cuối tuần thì xe khách, xe con ở Sài Gòn, ở mấy thành phố, mấy tỉnh lân cận đó, tập trung ở đây. Tại ở đây hải sản cực kỳ tươi 100% luôn, bắt sống tại chỗ lên chế biến luôn. Đấy, nên rất là thu hút khách du lịch. Bao ăn tại chỗ nha mọi người, bắt lên mà ốp như thế nào không ngon thì đổi ngay tại chỗ luôn. Tại vì hải sản có sẵn luôn mà, bơi trong hồ luôn, trong hồ kính á, tha hồ mà khách lựa. Giá cả thì em biết cụ thể đó, khách muốn ăn loại nào thì cứ chọn và mời người ta bắt lên rồi đưa cho bếp chế biến rồi đem ra. Đấy, được cái ăn ở đây, ăn uống ở đây rất là mát mẻ, tại vì nó là view biển rất là chill luôn. Đấy, bây giờ mình đang tới cái khu vực mà hồi đầu cái clip mình nói đó. Đây, Mũi Né được mệnh danh là thiên đường resort. Đấy, mọi người để ý bên trái nè, rất là nhiều resort san sát nhau luôn, dọc theo bờ biển rất là nhiều nha. Resort từ 3 cho tới 5 sao đều có hết. Mọi thấy chưa, lên lúc này là nó lung linh rực rỡ liền. Khu này là tập trung resort mà, rồi khách du lịch, các hàng quán ăn uống. Đấy, không phải như cái khu mà tố mà đi qua rồi đó. Đó là cái khu đó vẫn còn là cái khu mà người dân ở, còn khu này là đúng là khu lịch luôn đó. Đa phần là nói chung nhà đều kinh doanh hết, không bán này thì bán cái kia, không mở nhà hàng thì cũng cho thuê. Cái khu mà Mũi Né này á, thu hút du lịch cũng một phần á, là tại vì nó là nằm ở cái vị trí rất là thuận tiện, giáp với rất nhiều tỉnh luôn. Mà bây giờ đường xá đi lại rất là thuận tiện rồi, từ Sài Gòn ra Phan Thiết thì khoảng 4 tiếng thôi. Sắp tới nay thì cao tốc hoàn thành thì chắc thời gian rút ngắn còn một nửa mọi người, nên chắc chắn là tương lai thì ngồi đây sẽ phát triển rất là mạnh luôn. Và đặc biệt là cuối năm 20, mình nghe nói là cuối năm 2023 là sân bay Phan Thiết sẽ được đưa vào khai thác đó. Lúc đó thì du lịch Bình Thuận là chắc là một chuyển sang một trang mới rất là khởi sắc. Đấy, sân bay thì cách cái khu vực đường mà Nguyễn Chiểu này thì khoảng mười mấy cây thôi, nó nằm ở trên phía
khu thiện nghiệp á mọi người. Nói chung cách đây mười mấy cây, 11, 12 cây vậy à. Nói chung là khách Tây qua Việt Nam rất là nhiều vào cuối năm nay. Tại vì bên châu Âu á là sẽ rơi vào mùa đông. Mùa đông nó rất là lạnh. Thì thường khách Tây sẽ chọn những đất nước mà châu Á để qua mà trú đông. Cái nhiệt độ ở đây á, nó có lạnh chăng nữa thì cũng cỡ hai mấy độ thôi. Nhưng mà bên nước người ta tới âm độ thì rất là lạnh luôn. Nên đa phần là những khách châu Âu qua Việt Nam để mà trú đông. Đấy. Thì taxi của tụi mình thì cũng hoạt động mạnh mẽ vào cái dịp như vậy đúng không? Đúng là cuối năm nay chắc chắn là lượng khách qua Việt Nam sẽ rất là đông luôn. Nói chung nằm ngồi đây thì một hồi thì cũng có khách đó, mình vẫn thích vào trung tâm chạy hơn, tại vì nó mà có khách chạy lai rai nó cũng đỡ buồn ngủ mọi người. Còn nằm ở đây là phải đợi có giờ mọi người, giờ mọi người khách khứa đi ăn thì giờ đó tầm 7-8 giờ nó có khách. Mình thì không thích đợi lâu, tại vì thông thường thì mình chạy xe tới khoảng 6-7 giờ mình nghỉ rồi mọi người. Mình ít chạy đêm lắm, chỉ khi nào khách quen mình chạy đêm thôi. À quên nói với mọi người nữa, ngồi đây á có một cái món cũng rất là ngon nha. Sẵn đây mình giới thiệu với mọi người luôn, đó là kem dừa. Kem dừa ngộ né rất là ngon luôn. Đó, mọi người thấy không? Đây nè. Mấy cái quầy bán kem dừa nè mọi người. Đó. Đó, ăn chơi thì mọi người có thể chọn mấy món như kem dừa nè, bánh trái mắm ruốc ở cái khu mà cũng nổi tiếng ở tại Mũi Né này, đó là khu chỗ bãi đá ông Địa mọi người. Đó, kế bên là nhà hàng Cái Bàn. Nhà hàng này cũng rất là nổi tiếng, đồ ăn cũng ngon nè. Đó, nhà hàng Cái Bàn. Đó, mà ra trái nè, đó có những cái quầy bán kem dừa. Đó, bên trái mình đó là bãi đá ông Địa nha mọi người. Chiều ngồi đây ở ra ngồi đây ngắm biển rất là chill luôn. Cái hàng quán bên tay trái màn hình nè mọi người, đó mấy bánh chém ruốc, là bánh tráng nướng nè, kho lang nướng, xoài lắc cái kiểu đó, ăn chơi mà có thể ra đây. Bên phải là cái khu mà Ceiling City nha mọi người. Đây. Rồi, giờ qua hết cái chỗ Sầm Út rồi. Giờ mình tiếp tục di chuyển về trung tâm thành phố. Rồi, video của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình mình giới thiệu cái điểm du lịch Mũi Né nha. Mọi người xem video nếu yêu quý mình thì nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.